Tổng thống Ukraine hứa tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine, tin từ Kiev, Ukraine. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua cam kết sẽ tìm kiếm giải pháp hòa bình để giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra tại miền đông nước này, ngay sau khi cuộc giao tranh diễn ra giữa quân chính phủ và lực lượng chống chính phủ làm thiệt mạng 17 người trong một ngày tuyên bố tại cuộc họp báo, ông Petro Poroshenko nói rằng ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande vào ngày 15 tháng Giêng tới tại Astanka, thủ đô của Kazakhstan, để thảo luận về giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng làm mất đi hơn 4.700 sinh mệnh từ tháng 4 năm 2014 cho đến nay. Lời cam kết mang tính chất ngoại giao của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko được đưa ra sau cuộc đụng độ mới nhất xảy ra gần phi trường Donetsk, làm ít nhất 3 binh sĩ của chính phủ và 14 người thuộc lực lượng chống chính phủ thiệt mạng. Tại cuộc họp báo, ông Petro Poroshenko cũng đã ký một dự luật hủy bỏ tình trạng không liên kết của Ukraine, mở đường để Kiev gia nhập Tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO. Petro Poroshenko nói rằng để tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh kiev có thể sẽ thực hiện cuộc cải cách rộng lớn các lực lượng vũ trang để đáp ứng các tiêu chuẩn của nato